Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi video của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Ở trong video ngày hôm nay tiếp tục chương trình sale giảm giá đặc biệt mừng Quốc Khánh 2 tháng 9. Tiến Dũng sale giảm giá đến 500.000 trên các mẫu âm ly đàn ông hàng bãi nội địa Nhật, giảm giá từ 1 triệu đến 2 triệu cho các mẫu loa bầu hàng bãi Mỹ xịn. Trong tháng 8 này Tiến Dũng cũng sẽ tặng kèm theo những món quà rất đặc biệt. Đó là một cặp dây loa Belden hàng Mỹ xịn. Món quà này trị giá 900.000 thì Dũng sẽ tặng kèm theo những đơn hàng giao dịch trên 10 triệu. Đây là dây Belden của Mỹ, mỗi bên dài 2,5m. Phía bên đây là những sản phẩm dây kết nối như là dây ba lăng, dây AV, dây 3.5 ra 2 bông sen, trị giá là 500.000. Món quà này thì Dũng sẽ tặng theo những đơn hàng giao dịch từ 5 triệu đến 10 triệu. Bây giờ thì Dũng sẽ test một đoạn nhạc để quý vị và các bạn cùng trải nghiệm âm thanh với bộ âm thanh được set up rất ăn ý. Cặp loa trả lời bầu Cooper Series 3 hàng bãi Mỹ xịn kết hợp với cặp loa bầu 701 phiên bản 2 lỗ hơi hàng bãi Mỹ xịn và chiếc âm ly đàn ông 2000 ba la mã hàng bãi nội địa Nhật kết hợp với chiếc đầu giải mã DAC topping D50 ba la mã giải mã 32 bit nhạc chất lượng cao. Quý vị và các bạn quan tâm sản phẩm hãy liên hệ với Tiến Dũng theo một trong hai số điện thoại trên góc phải màn hình. Quý vị hãy truy cập trang web chính thức tiendungaudio.com để xem chi tiết về những sản phẩm này và hãy tham gia nhóm Zalo của shop Tiến Dũng Audio Sài Gòn để cập nhật liên tục những chương trình khuyến mại. Đường link tôi có để phía dưới phần mô tả. Nhích lên một chút thôi, rất mạnh. Tuôn tràn bao nhiêu mến mộng trong đời mà em bên đục tình em ngậm ngùi tim em lá đổ muôn chiều gió mưa tiêu điều nghe đó là những âm thanh rất tuyệt vời được phối ghép bởi ba thiết bị rất ăn ý. Tiến Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những chiếc âm ly đàn ông của ngày hôm nay. Đây là những sản phẩm do các bạn hàng của Tiến Dũng tuyển chọn và ship trực tiếp từ siêu thị Nhật về với tình trạng zin nguyên bản, máy đẹp gần như mới. Đàn ông 2000 ba la mã, âm thanh mà chúng ta vừa nghe. Chiếc này được hãng đàn ông sản xuất tại Nhật vào những năm khoảng 1998. Đây là dòng Super Audio sử dụng xò MOSFET với công nghệ UHC. Với công nghệ xò MOSFET UHC thì âm thanh nó sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều so với các dòng xò thông thường. Với những chiếc âm ly chuyên dùng để nghe nhạc sẽ bắt đầu từ mã số là PMA. PMA là chuyên dùng để nghe nhạc và chúng ta có thể kết hợp hát karaoke được. Còn đối với những chiếc âm ly bắt đầu từ chữ AVR hoặc là AVC là dòng chuyên dùng để xem phim thì chúng ta sử dụng sẽ không thích hợp cho việc nghe nhạc và hát karaoke. Với tình trạng máy zin nguyên bản tuyệt đẹp, điện 100V, công suất nguồn là 275W. Với tình trạng hàng tuyển chọn đẹp gần như mới, Tiến Dũng bao zin từng chi tiết, từng con ốc nhỏ nhất ở trên thiết bị này. Mức giá thông thường là 18 triệu, sale giảm 500.000, chỉ còn lại 17 triệu 500.000. Tặng theo một cặp dây loa Belden của Mỹ trị giá 900.000. Phía trên này là một cấu hình tương tự và cao cấp hơn, đây chính là đàn ông 2000 bốn la mã. Mức giá thông thường 20, sale giảm 500, chỉ còn lại 19 triệu 500. Đây là những chiếc âm ly có thể phối ghép với hầu đa các dòng loa trên thị trường từ bass 40cm đổ lại. Quý vị và các bạn có thể phối ghép vào các dòng loa như Sequoia, bass 40 đổ lại, JBL, Pioneer, Bow, Bền Đúc, thậm chí luôn cả Tannoy cũng có thể phối ghép rất tốt. Đây là những sản phẩm được tuyển chọn rất kỹ lưỡng với tình trạng zin nguyên bản, máy tuyệt đẹp. Quý vị và các bạn có thể thấy các ốc và các rắc kết nối còn vàng óng thế này. Rút lại là 19 triệu 500 cho chiếc 2000 bốn la mã và 17 triệu 500 cho chiếc 2000 ba la mã. Phía bên đây là hai chiếc có cấu hình nhỏ hơn, điện 100V, công suất nguồn là 250W. Chiếc ở phía dưới là đàn ông 2000 trơn. 2000 trơn sử dụng điện 100V, công suất nguồn là 250W. Chiếc này cũng được hãng sử dụng 4 sò MOSFET công nghệ UHC và 2 biến áp nguồn giống như những chiếc kia.
Mức giá thông thường 12 năm, mức giá ưu đãi giảm 500 ngàn, chỉ còn lại 12 triệu. Phía trên này là một sản phẩm cao cấp hơn một chút, đây chính là chiếc 2002 La Mã. 2002 La Mã cũng là dòng sử dụng sò MOSFET với hai biến áp nguồn cao cấp. Mức giá trong đợt này cũng rất tốt, mức giá thông thường 14 triệu 500, mức giá ưu đãi giảm 500 ngàn, chỉ còn lại 14 triệu. Quý vị và các bạn có thể thấy nước đồ, các ốc và các rắc kết nối ở đây nó vàng óng, rất đẹp. Đây là những sản phẩm do các bạn hàng của Tiến Dũng nằm vùng ở bên Nhật, tuyển chọn rất kỹ lưỡng và ship trực tiếp từ đây, chưa qua sử dụng tại Việt Nam. Mức giá sau giảm là 14 triệu cho 2002 La Mã và 12 triệu cho 2000 trơn. Trong tháng 8 này, quý vị và các bạn sẽ nhận ngay một phần quà tặng là một cặp dây loa Belden của Mỹ cho những chiếc âm ly này. Chương trình khuyến mại tri ân giảm giá và quà tặng này sẽ áp dụng đến hết ngày 1 tháng 9 năm 2024. Sau thời gian trên thì Tiến Dũng sẽ không còn áp dụng chương trình này nữa, quý vị và các bạn lưu ý. Tiếp theo phía trên này là cặp loa bầu 701 phiên bản 2 lỗ hơi. Đây là một sản phẩm rất cao cấp đến từ thương hiệu bầu Mỹ. Loa này được anh em người chơi audio mệnh danh là vua của tiếng bass, bởi dòng này cho âm bass rất mạnh. Cấu tạo của loa là hai bass súc ở bên trong, loại bass súc, một loa mid loại 16 và hai loa chất giấy loại 6 cm. Bộ lọc được trang bị đến 5 bóng đèn bảo vệ loa, rất an toàn cho loa. Ngay cả khi chúng ta chơi với cường độ lớn, loa vẫn có thể hoạt động rất ổn định. Mức giá thông thường của sản phẩm này là 23 triệu 500, thì Dũng sale giảm giá 2 triệu, chỉ còn lại 21 triệu 500. Đây là một sản phẩm rất tuyệt vời để quý vị và các bạn có thể sử dụng chơi đa thể loại dòng nhạc, từ tiết tấu chậm, tiết tấu vừa cho đến tiết tấu nhanh. Chúng ta hoàn toàn có thể hát được karaoke trên mẫu loa này. Công suất cực đại của loa này lên đến 400W trên một thùng, nó rất mạnh. Công suất hiệu dụng là 200W trên một thùng, trở kháng 8 ô. Phía đằng trước một lỗ thông hơi và phía đằng sau một lỗ thông hơi. 21 triệu 500 ngàn cho bầu 701 phiên bản 2 lỗ hơi với tình trạng hàng tuyển chọn Mỹ trực tiếp về, chưa qua sử dụng tại Việt Nam. Tiến Dũng bao zin từng chi tiết nhỏ nhất trên sản phẩm này. Phía trên này là một cặp loa bán chạy nhất của thương hiệu Bow trong thời gian vừa qua. Đây chính là mẫu loa toàn giải, anh em thường gọi là loa lời, Bow Cooper Series 3. Hai cái như vậy là một cặp. Bên đây một cái và bên kia một cái. Hai cái như vậy là một cặp. Khi chúng ta mở e-căng ra thì tổng thể của loa nhìn thế này. Với cấu tạo là hai loa toàn giải loại 7 cm, màng giấy, gân vải. Loa này có công suất là 80W trên một thùng và trở kháng là 8 ô. Khi chúng ta đấu vào thì nên thêm một cặp tụ cản lời giống như Tiến Dũng đang sử dụng ở đây. Có tụ cản lời thì âm thanh sẽ trong trẻo hơn, hay hơn và bền hơn, khả năng đánh chịu đòn cũng tốt hơn. 3 triệu 600 ngàn trên một cặp, Tiến Dũng khuyến mại tặng kèm theo một cặp tụ cản lời của Đức, hàng Made in Germany xịn. Món quà này trị giá 300 ngàn. Với tình trạng zin nguyên bản đẹp gần như mới, series trùng số đúng cặp. Phía dưới này là một cặp loa rất nổi tiếng và khá hiếm của thương hiệu Bow. Đây chính là mẫu loa Bow 301 Continental. 301 Continental nó cao cấp hơn là 301 Series 3. Thoạt nhìn thì chúng ta rất dễ lầm tưởng với sọc đỏ này là 301 AV Monitor. Tuy nhiên dòng này còn cao cấp hơn cả 301 AV Monitor. Mẫu loa này có công suất cực đại là 150W trên một thùng, trở kháng 8 ohm. Một bát 20 và hai loa chép giấy loại 8 cm. Bộ lọc được trang bị đến 3 bóng đèn bảo vệ loa, rất an toàn cho loa. Mẫu loa này sẽ thích hợp cho việc nghe nhạc và hát karaoke trong các không gian nhỏ tầm dưới 30m2. Âm thanh của nó rất tuyệt vời, hay hơn các dòng 301 Series 3, hay hơn các dòng 301 AV Monitor. Mức giá trong đợt này Tiến Dũng phục vụ cũng rất tốt, mức giá thông thường 16, mức giá ưu đãi chỉ 15 triệu. Tất cả bao zin, hoạt động hoàn hảo, bảo hành kỹ thuật 1 tháng. Thủ tục mua sản phẩm rất đơn giản, quý vị và các bạn có thể thanh toán đủ tiền trước một lượt, Tiến Dũng bao luôn phí vận chuyển. Các hình thức đặt cọc thì anh em có thể đặt cọc trước 20%, nhận hàng thanh toán nốt và tự chi trả phí vận chuyển. Tiến Dũng sẽ chịu toàn bộ các vấn đề ở trên đường vận chuyển như là bể, vỡ, móc méo, mất hàng. Ở đây là hai chiếc đầu giải mã DAC phân khúc giá bình dân bán chạy nhất trong thời gian vừa qua. Chiếc bên tay phải mà chúng ta vừa nghe là chiếc Topping D50 3 La Mã, mức giá 5 triệu 4. Đây là đầu giải mã DAC chuẩn Hi-Res Audio, có tem chuẩn Hi-Res Audio ở đây. Giải mã 32 bit, máy này sử dụng 2 chip giải mã. Mức giá 5 triệu 400 ngàn. Cao cấp hơn một chút, phía bên đây là chiếc Fio K7BT. Chiếc này sử dụng 2 chip giải mã 32 bit, mức giá 6 triệu 500 ngàn.
mới nguyên hộp nguyên siêu, bảo hành kỹ thuật 12 tháng, chính hãng, lỗi 1 đổi 1. Tiến Dũng đang có chương trình khuyến mại tặng riêng cho những sản phẩm này là một cặp dây AV Ý và một dây que cho Fio K7BT, và tương tự như vậy tặng thêm một cục adapter nguồn cho Topping D50 ba la mã. Phía bên đây là một chiếc loa siêu trầm rất nổi tiếng đến từ thương hiệu JBL. Đây chính là chiếc JBL model E250. E250 sử dụng một loa bát xúc loại 30cm trực diện phía mặt trước, màng giấy và gân cao su, nhìn rất chắc chắn. Kích thước chiều ngang ước tính 40, chiều sâu 40 và chiều cao khoảng 45. Thùng được trang trí bên ngoài bằng simili có các đường sọc vân gỗ, rất đẹp. Máy này sử dụng điện 120V, công suất nguồn là 350W, hàng Mỹ, sản xuất tại Mexico. Chúng ta đọc đầy đủ model là E250P. Tiếng của dòng này rất mạnh mẽ. Chiếc này sẽ thích hợp cho việc tăng cường tiếng bass cho các dàn âm thanh nghe nhạc và hát karaoke. Chiếc này sẽ phù hợp cho các không gian lớn tầm 30 cho đến 40m2. Quý vị và các bạn sử dụng là vừa. Mức giá trong dịp này cũng rất tốt, chỉ 12 triệu. Tất cả những chương trình khuyến mại, tri ân khách hàng, giảm giá và quà tặng sẽ áp dụng từ nay cho đến hết ngày 1 tháng 9 năm 2024. Hết thời gian trên, Tiến Dũng sẽ không áp dụng chương trình này nữa. Quý vị và các bạn lưu ý. Với bộ âm thanh này, bao gồm âm ly đàn đông và các mẫu loa bầu Tiến Dũng vừa giới thiệu, quý vị và các bạn hoàn toàn có thể kết hợp thêm một vang và một micro đèn của Wootin vào để vừa nghe nhạc, vừa kết hợp hát karaoke. Vang Wootin Brabus 5FX mức giá chỉ 3.600.000. Micro đèn Wootin 900E mức giá 6.200.000. Tiến Dũng đang có chương trình khuyến mại tặng theo một cặp dây ba lăng Pro N của Italy trị giá 450.000 cho hai sản phẩm này. Mới nguyên hộp, bảo hành chính hãng 12 tháng, lỗi 1 đổi 1 trong tháng đầu. Tới đây thì Tiến Dũng xin kết thúc video này. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.